Cũng trong đoạn clip, một bé cá bắt cực con đã phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi câu cá. Vì đã quá thèm món cá mà bé cá bất chấp việc bị người đàn ông xua đuổi khá nhiều lần. Mỗi lần bị xua đuổi, bé cá đều quay trở lại với vẻ mặt khá đáng yêu và luôn nhìn chăm chăm vào hố đựng cá của người đàn ông. Cuối cùng người đàn ông kia cũng phải mũi lòng và cho bé cá một con cá. Sau khi ăn xong, bé cá cũng ngoan ngoãn bỏ đi và không tiếp tục quấy rầy người đàn ông kia nữa. Молодец. Считай, что выкопал. Это я за фокус. С выкапыванием. Красавчик.